chào lớp và video này Trần Khánh sẽ tư vấn mọi người vì sao các bạn cần 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 phải học online và cách thức học như thế nào rồi bây giờ ha vì sao phải cần học online thì với cái môn âm nhạc thì các bạn cần phải có một người thầy hướng dẫn kèm để nếu như các bạn mua sách về coi những video trên mạng các bạn tự tập thì sai nhịp sai nốt à, sai hợp âm gì đó à, kết hợp như thế nào đó sai các bạn không có nhận ra các bạn không có biết tại vì chúng ta chưa có trình độ à, âm nhạc ban đầu thì chúng ta không có biết sai đúng đó à, học online để cần một người thầy để kèm các bạn những cái căn bản những cái trình độ những cái kiến thức âm nhạc căn bản ban đầu để trang bị cho các bạn giúp các bạn phát triển những âm nhạc về sau đó là bắt buộc phải cần phải có thầy là như vậy à. thường thường đó là À, các bạn nếu mà đã tự tập tự học thì nó đã sai phương pháp nếu trường hợp sai phương pháp rồi thì cái nó dẫn đến hệ lụy là sai ngón sai rất là nhiều thứ rồi nó kéo tới cái hệ lụy là những cái bài nào khó hơn các bạn không có chơi được tại vì nó ngón nó đã sai rồi những cái bài khó nhanh chúng ta đánh không có được ngón chúng ta không có điều khiển được đó cho nên là cái việc mà tự học nó rất là nguy hiểm cho nên à, có một số bạn á suy nghĩ là thôi giờ mình tập cho vui tập giải trí là chơi à, trong gia đình thôi thì à, không cần phải học học để làm gì đó là những suy nghĩ rất là sai bởi vì sao nếu như đã hồi nãy như trần khánh đã nói nếu mà tự tập các bạn đã sai phương pháp rồi chúng ta không chơi được những cái khó được và những cái nào hay hơn chúng ta không chơi được tại vì sai rồi rồi thứ hai nữa là tại sao các bạn không có suy nghĩ là à, chơi trong nhà chơi bạn bè giao lưu thì chúng ta cần phải chơi cho hay chứ tại sao mình cứ à, hài lòng với cái trình độ âm nhạc mình có được, mình sao chơi cho hay để mình lấy những cái kiến thức đó mình có thể dạy lại con cháu về sau nữa hoặc không thôi, mình chơi với bạn bè làm sao cho bạn bè khen mình chứ đúng không? À, đó là những cái mà Trường Khánh phải tư vấn các bạn cần phải học là như vậy. Rồi các bạn nào muốn hướng phát triển âm nhạc lâu dài và kinh doanh hay là kiếm tiền từ về âm nhạc này thì càng cần phải học nữa. Rất 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 cần. Ok ha. Thì cái đó những cái nguyên nhân rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng mà đại khái nôm na là các bạn hiểu là nếu muốn học âm nhạc mà các bạn không có người kèm thì các bạn đừng bao giờ suy nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ chơi tốt âm nhạc đừng bao giờ suy, suy, nghĩ là đến chuyện là các bạn có thể kiếm tiền từ nó đừng bao giờ đừng bao giờ suy nghĩ những gì đó bởi vì nếu mà tự học là nửa vời rất là nửa vời không có tết đâu cả à, rồi à, rồi cái đó là nguyên nhân là tại sao các bạn cần phải học online là như vậy rồi rồi cái cách thức học online là như thế nào thì bên Trần Khánh rất là có nhiều khóa học tùy theo trình độ của mọi người tới đâu thì chúng ta sẽ dạy tiếp tới đó chứ không phải là học lại từ đầu căn bản ha. Các bạn chưa biết học căn bản còn biết rồi thì học chúng ta à, cao cấp hơn xíu còn bạn nào giỏi thì chúng ta nâng cao thì thêm xíu, xíu, nữa. Ok ha. Rồi cái thời gian học thì sao? Linh động. À, cách học đó là Trần Khánh sẽ gửi bài những video hướng dẫn riêng cho những người mà học online thôi gửi cho các bạn học. Video này được à, Trần Khánh <laughs> hướng dẫn rất rõ rất chậm không có trên youtube nha các bạn video nào video riêng cho những người online thôi nó rất là rõ ràng trình tự và rất là chậm à, trong quá trình học á, thì các bạn đừng có sẽ gửi các bạn một bài hai bài thôi học sai không hiểu khúc mắt các bạn sẽ hỏi luôn à, à, những cái phương tiện mà chúng ta học có thể là qua gmail nè à, viber nè rồi zalo à, nè facebook nè À, rất là nhiều cái để gửi bài qua đó và chúng ta trả bài qua đó cái nào không biết các bạn hỏi có thể gọi điện thoại trực tiếp qua những cái phương tiện đó hoặc wow, thôi các bạn có thể gọi điện thoại và trong quá trình học cái nào chúng ta à, thích những cái bài hát các bạn thích các bạn có thể yêu cầu yêu cầu để trần khánh làm riêng cho các bạn học nữa à, đây là một cái những cái vấn đề rất là à, giúp cho các bạn học online nó không có đại chán ha. tức là mình học nó thoải mái tâm lý à, không có nặng về thời gian khi nào các bạn rảnh thì chúng ta tập tập xong rồi chúng ta trả bài trong quá trình tập không hiểu các bạn hỏi đơn giản lắm không có gì mà áp lực cả và có nhiều khóa học khác nhau và à, phí cũng có thể là chia nhiều đợt đóng cho các bạn rất là rất là nhẹ cho nên là các bạn nên học một khóa online để cho các bạn tốt hơn về sau nói chung là giúp rất là nhiều cho các bạn không bao giờ mà à, nó 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 gây thiệt hại gì cho mình đâu tại mình học á các bạn học là cái học các bạn học cho các bạn chứ không phải là học cho ông thầy OK ha, mình học để mình được cái gì kìa, cái đó mới là quan trọng. Rồi những cái chi phí mình đừng ngại những cái số tiền ban đầu để chúng ta bỏ ra học âm nhạc, bởi vì các bạn nên nhớ nghệ thuật chúng ta không mua được bằng tiền đâu, cho nên là bây giờ cố gắng sắp xếp ừ, ở xa các bạn, chủ yếu là những bạn ở xa ở xa ở mọi miền đất nước, nước à, bắc trung nam nói chung là những các bạn hiện giờ mình dạy online rất là nhiều người mọi miền và thậm chí ở việt kiều ở việt kiều nước ngoài học ở ở ở trần khánh rất là nhiều ha đang học online rất là nhiều cho nên là à, cũng cảm ơn các bạn đã tin tưởng và 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 đăng ký những cái lớp học online của trần khánh và à, làm sao cố gắng hoàn thiện giúp cho các bạn tốt hơn về âm nhạc là đó là tiêu chí của trần khánh khi mà dạy online cho các bạn rồi một lần nữa các bạn cứ suy nghĩ kỹ và nên chọn một khóa học online cho nó phù hợp trên mạng rất là nhiều thầy cô dạy nhưng mà các bạn đã chọn trần khánh thì đu, ok trần khánh sẽ hết mình và giúp các bạn học làm sao cho được về cái 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 môn âm nhạc này à, với cái khóa học online ha rồi bye bye cả lớp chúc sức khỏe và có gì thắc mắc các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho trần khánh qua số điện thoại 0772 621 622 và số điện thoại này cũng là zalo facebook viber đồ luôn ok ha rồi à, tất cả thông tin học online thì các bạn cứ muốn đăng ký thì chúng ta có thể nhìn những cái thông tin để phía dưới comment à ok ra ha bye bye cả lớp rồi chúc cả lớp sức khỏe nha